Xin kính chào và cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi kênh Nghệ An TV, kênh chính thức của Đài Phát thanh Truyền hình Nghệ An trên nền tảng YouTube. Chương trình hôm nay gồm có những nội dung chính sau đây. Mới đây, tướng Afti Alodinov, chỉ huy đơn vị Ahmad của lực lượng đặc nhiệm Chechnya và là cộng sự của người đứng đầu Chechnya Ramzan Kadyrov cho biết, lực lượng vũ trang Ukraine AFU đã thay đổi chiến thuật tiến hành các hoạt động quân sự ở khu vực Kursk sau khi chịu thất bại. Theo ông Alodinov, AFU đã lên kế hoạch kiểm soát toàn bộ khu vực Kursk vào ngày 11 tháng 8. Tuy nhiên, kế hoạch của họ đã không thành hiện thực. Đối phương sau đó bắt đầu gây sức ép từ mọi phía. Cộng sự của ông Kadyrov chỉ ra Ukraine sẽ không thể thành công. Tình hình ở khu vực biên giới đang được kiểm soát và quân đội Nga tiếp tục hạ gục và chặn quân đội Ukraine trên lãnh thổ khu vực. Khi bình luận về các bản tin truyền thông về chiến dịch tấn công chớp nhoáng của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ở Nga, ông Alodinov cũng cho biết các chiến binh Ukraine không thể kiểm soát rút ra. Ấn phẩm TSN của Ukraine đã công bố một báo cáo về việc quân đội Ukraine giành được thị trấn Sudza của Nga. Đoạn video cho thấy quân đội Ukraine đang gỡ cờ Nga và ném xuống đất. Tuy nhiên, không thể xác định được video được quay ở đâu. Sau đó, người ta tiết lộ rằng các báo cáo về việc chuyển giao hoàn toàn thành phố dưới sự kiểm soát của lực lượng vũ trang Ukraine không tìm thấy xác nhận nào. Trong khi đó, các nhà phân tích cảnh báo rằng phản ứng của Nga sẽ sớm thay đổi để phản công Ukraine. Nga đang đẩy nhanh chiến thuật vây bọc và truy quét lực lượng Ukraine ở Kursk. Ngày 14 tháng 8, Bộ Quốc phòng Nga cho biết một số đơn vị trên bộ và trên không cùng các cuộc tấn công bằng pháo binh và máy bay không người lái đã ngăn chặn các nhóm thiết giáp cơ động của đối phương tiến sâu vào lãnh thổ Nga. Cùng ngày, ông Alodinov cho biết Ukraine đang bắt đầu đào hào sâu và thực hiện các biện pháp cố thủ khác ở khu vực Kursk để tránh lực lượng Nga hạ gục. Theo TASS dẫn lời ông Alodinov, ngày 15 tháng 8, lực lượng vũ trang Nga đã giải phóng khu định cư Martinovka khỏi quân đội Ukraine ở Kursk và một chiến dịch truy quét hiện đang được tiến hành ở các địa phương khác. Giám đốc Viện các quân chủng thống nhất Hoàng gia Anh, Rusi, Matthew Savin đánh giá: xét đến nguồn dự trữ mà Ukraine hiện có, việc duy trì một lực lượng với bất kỳ quy mô nào ở Nga và phòng thủ chống lại các cuộc tấn công sẽ rất khó khăn. Cho đến nay, điều này cũng không khiến Nga chậm lại các bước tiến của họ xung quanh Donbass, nơi tình hình xung quanh Chasovia và hướng tới Pokrovsk vẫn còn khó khăn. Trên thực tế, kể từ khi Ukraine tấn công vào đất Nga, thì các lực lượng Nga nhanh chóng tạo bước tiến đáng kể ở mặt trận Pokrovsk. Trong báo cáo ngày 14 tháng 8 của TASS, Nga cho biết quân đội Ukraine đã từ bỏ một số vị trí ở làng Rodovka và khu vực lân cận thuộc Pokrovsk. Trước tình hình trên, Kiev Post dẫn lời một binh sĩ Ukraine cảnh báo: chiến thắng ở Kursk là tốt, nhưng quân đội cần đánh giá tình hình ở mọi nơi một cách tỉnh táo, nếu không sẽ rất đau đớn sau này. Hôm 14 tháng 8, Bộ Tổng tham mưu Ukraine xác nhận quân đội nước này đã tấn công bằng máy bay không người lái UAV và 4 căn cứ không quân của Nga, gồm Khalino, Savatsalika, Borisoglev, Baltimore ở các vùng Voronezh, Kursk và Nizhny Novgorod. Đây là các căn cứ có chứa máy bay quân sự Nga như tiêm kích Su-34, Su-35 và các thiết bị hàng không quân sự khác. Bộ Tổng tham mưu Ukraine cho hay, mục tiêu chính là các kho chứa nhiên liệu và đạn dược. Đơn vị điều tra về cuộc chiến ở Ukraine là Stream công bố ảnh chụp vệ tinh của công ty Plan Lab có trụ sở tại California cho thấy hậu quả của các cuộc tập kích UAV Ukraine vào sân bay quân sự Borisoglev. Stream cho biết các UAV của Ukraine đã tấn công khu vực phía tây bắc của sân bay, một số nhà chứa đã bị phá hủy. Sân bay Borisoglev được không quân Nga sử dụng là nơi đồn trú cho các chiến đấu cơ Su-25, Su-30, Su-34 và Su-35. Trong khi đó, nhà phân tích tình báo nguồn mở MT Anderson đã chia sẻ các bức ảnh vệ tinh cho thấy hậu quả của cuộc tấn công UAV vào căn cứ không quân Savatsalika ở vùng Nizhny Novgorod, nơi chứa tên lửa siêu thanh Kinzhal của Nga. Ông viết, kho đạn dược bị hư hại nhẹ, khả năng hai xe cứu hỏa ở đó đã được dập lửa. Có một điểm cháy gần đường bay nhưng không thể xác định được thiệt hại nào. Trước đó, nhà phân tích quân sự Nga Ian Matveyev đã chia sẻ trên X một đoạn video được cho là ghi lại khoảnh khắc căn cứ Savatsalika bị tập kích. Đêm ngày 14 tháng 8, Ukraine đã thực hiện cuộc tấn công bằng UAV tầm xa lớn nhất từ trước đến nay vào các căn cứ không quân trên đất Nga. Một nguồn tin an ninh của Kiev nói, cuộc tập kích nhằm làm suy yếu khả năng của Moscow sử dụng máy bay để thực hiện các cuộc tập kích vào Ukraine. Theo Bộ Quốc phòng Nga, lực lượng phòng không của họ đã bắn hạ 117 UAV và 4 tên lửa của Ukraine trong ngày 14 tháng 8. Trong đó, 37 UAV và 4 tên lửa bị đánh chặn ở vùng Kursk, nơi Ukraine đang tiến hành cuộc đột kích lớn nhất từ trước đến nay. Ngoài ra, 37 UAV bị bắn hạ ở Voronezh, 17 UAV ở Belgorod cùng với UAV ở các khu vực khác. Kể từ khi xung đột nổ ra hồi tháng 2 năm 2022,
Ukraine thường xuyên nhắm mục tiêu vào các căn cứ không quân của Nga. Kiev tuyên bố các căn cứ quân sự của Nga là mục tiêu hợp pháp trong cuộc xung đột và lực lượng của họ thường xuyên tấn công chúng bằng UAV tầm xa. Những cuộc tấn công trên đất Nga thường do cơ quan an ninh và cơ quan tình báo Ukraine thực hiện. Ngày 15 tháng 8, Bộ Quốc phòng Nga đã công bố một đoạn video cho thấy một trong những tổ hợp hỏa lực phóng loạt HIMARS do Mỹ viện trợ cho Kiev đã bị phá hủy ở khu vực Sumy của Ukraine. Nga cáo buộc tổ hợp này đang tấn công vào khu vực Kursk lần cận ở phía bên kia đường biên giới. Theo hình ảnh trong video, tổ hợp M142 HIMARS của Ukraine đang nạ rocket từ một con đường tại vùng Sumy. Sau đó, tổ hợp này di chuyển vào rừng để nạp đạn. Trong vài phút, Nga đã bắn tên lửa đạn pháo Iskander vào khu rừng, phá hủy bệ phóng rocket của Ukraine. Đoạn video cho thấy vụ nổ thứ cấp xảy ra với các quả rocket HIMARS. Theo Bộ Quốc phòng Nga, cuộc tấn công đã phá hủy bệ phóng, một bệ nạp 6 tên lửa và 2 xe phục vụ của đơn vị pháo binh Ukraine. M142 được lắp trên khung gầm xe tải có bánh và có thể bắn hàng loạt rocket dẫn đường bằng GPS hoặc tên lửa đạn đạo ATAK tầm xa. Theo thông tin do Lầu Năm Góc công bố, Mỹ đã cung cấp cho Ukraine ít nhất 40 bệ phóng HIMARS. Hồi đầu tháng 7 vừa qua, Bộ Quốc phòng Nga đã công bố đoạn phim giám sát quá trình phá hủy 3 bệ phóng MLRS M142 HIMARS của Mỹ cung cấp cho Ukraine. Theo báo cáo, các đơn vị không quân chiến thuật, máy bay không người lái UAV, lực lượng tên lửa và pháo binh của Nga đã phối hợp để thực hiện cuộc tấn công này. Theo thông tin từ Bộ Quốc phòng, UAV trinh sát của Nga đã phát hiện sự di chuyển của 3 bệ phóng MLRS M142 HIMARS ở khu vực Kherson. Người điều khiển UAV đã theo dõi sát sao chuyển động của các bệ phóng này khi chúng kiểm soát các vị trí ẩn trong khu định cư Kalapaya, khu vực Kherson. Các vị trí này được xác định nằm trong một vành đai rừng gần khu định cư Kalapaya. Bộ Quốc phòng Nga lưu ý, chính các bệ phóng này đã thực hiện cuộc tấn công bằng tên lửa chiến thuật hoạt động ATAK vào Sevastopol ngày 23 tháng 6. Tọa độ của các vị trí ngụy trang đã được chuyển đến sở chỉ huy cấp cao hơn, nơi quyết định tấn công các bệ phóng này. Cuộc tấn công được thực hiện bởi 2 tên lửa Iskander, OTRK và cả 3 bệ phóng MLRS, cùng với các phi hành đoàn của chúng đều bị phá hủy. Bộ Quốc phòng nhấn mạnh rằng trong cuộc tấn công, không chỉ 3 bệ phóng MLRS mà còn có thiết bị tên lửa ATAK và khoảng 10 chuyên gia nước ngoài hỗ trợ các bệ phóng này cũng bị hạ gục. Mới đây, trong bài phát biểu tại cuộc họp báo chung với Thủ tướng mới của Estonia, Kristen Michan tại Helsinki, Thủ tướng Phần Lan Petteri Orpo tuyên bố quốc gia này đã tăng sản lượng đạn dược lên gấp 5 lần để hỗ trợ Ukraine đối phó với Nga. Thủ tướng Orpo cho biết cả hai quốc gia đã đồng tình rằng Nga không thể giành chiến thắng trong cuộc xung đột ở Ukraine và cả hai nước phải ủng hộ Kiev. Ông Orpo nói Phần Lan đã tăng sản lượng đạn dược lên gấp 5 lần. Điều này cũng cần thực hiện ở toàn bộ Liên minh châu Âu-EU. Thủ tướng Phần Lan gọi việc thúc đẩy sản xuất vũ khí này là cơ hội kinh doanh chung, nhưng cũng là bối cảnh an ninh chung cho khối chính trị này. Hồi tháng 2 năm nay, giới chức Phần Lan đã đặt mục tiêu tăng gấp 5 lần sản lượng đạn pháo tại nhà máy Nammo Lapua, nhà máy mà quốc gia Bắc Âu này đồng sở hữu với Na Uy. Theo Bộ Quốc phòng Phần Lan, Helsinki cũng có kế hoạch dài hạn hơn để mở rộng ngành công nghiệp vũ khí và tăng gấp đôi năng lực sản xuất đạn dược vào năm 2027. Khoản đầu tư này đã được công bố vào tháng 12 năm ngoái và ước tính ở mức 120 triệu euro, trong đó chính phủ Phần Lan sẽ cung cấp khoảng 24 triệu euro. Một phần nguồn tài trợ đến từ EU thông qua Quỹ đạo luật hỗ trợ sản xuất đạn dược ASAP. Hồi tháng 3 năm nay, Bộ Quốc phòng Phần Lan thông báo nhà máy Nammo Lapua đã được EU cấp 22,5 triệu euro để đẩy mạnh sản xuất đạn pháo 155mm, trong khi 10 triệu euro khác sẽ được đầu tư vào nhà máy thuốc súng Nammo Vitavuori. Chính phủ Phần Lan cũng đang cân nhắc xây dựng một nhà máy mới để sản xuất thuốc nổ mạnh cấp quân sự. Trong cuộc họp báo, hai thủ tướng cũng bày tỏ ủng hộ cuộc tấn công liên tục của Kiev vào khu vực Kursk của Nga, cho rằng hành động này là chính đáng vì quyền tự vệ của Ukraine. Về phần mình, bình luận về cuộc tấn công vào khu vực Kursk, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết Ukraine đã thực hiện một hành động khiêu khích quy mô lớn khác, tấn công bừa bãi vào các mục tiêu dân sự. Ông Putin cảnh báo Ukraine sẽ phải nhận phản ứng đáp trả thích đáng ở các khu vực biên giới của Nga. Moscow cũng cho rằng cuộc xung đột đang diễn ra ở Ukraine là một cuộc chiến ủy nhiệm do Mỹ dẫn đầu chống lại Nga, do các quốc gia NATO tiến hành. Phần Lan đã gia nhập khối quân sự này vào năm ngoái, phá vỡ truyền thống trung lập về quốc phòng mà nước này đã duy trì kể từ khi Chiến tranh Thế giới thứ hai kết thúc. Trước đó, hồi tháng 4 năm nay, Phần Lan và Ukraine đã ký thỏa thuận hợp tác an ninh và hỗ trợ lâu dài. Hiệp ước được ký bởi Tổng thống Alexander Stubb
và người đồng cấp Ukraine Volodymyr Zelensky cam kết hợp tác an ninh lâu dài và hỗ trợ quốc phòng cho Kiev khi nước này chiến đấu chống lại lực lượng quân đội Nga.